đã gọi là đam mê á, làm sao mà bỏ được. Bố mẹ đánh thì cũng phải chơi trong tuổi thanh xuân. Khi mà anh em gọi thì mình không cần sắp xếp gì cả, chỉ cần xách ba lô và đi thôi. Còn ngày mai ra thao thì ra, đó là tuổi trẻ thanh xuân, có lúc bồng bột, ai đâu nghĩ trước được. Để rồi một thời điểm nào đó mình thấy thích hợp thì mình sẽ từ bỏ đam mê của mình và phấn đấu thành công hơn. Còn để mà bây giờ